Nhân xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng. Và hôm nay thì mình cũng tiếp tục nói về cái câu chuyện một vợ hai chồng hay cô chú ha. Cái câu chuyện mất tiền của con Vi. Đó thì con nói như thế này nè cô chú. Là con Vi nó không có tiền. Con bảo đảm với cô chú luôn, nó chẳng qua là nó giả bộ, nó lên á nó ra gã gì để nó mồi chài, nó ăn xin tiền. Coi ai tội nghiệp á thì cho nó để nó có tiền nó đóng tiền nhà trọ, bây giờ nó quýnh quán hết rồi. Bây giờ con nói rồi, cái câu chuyện á là 300 đô cũng vậy. 300 đô cũng vậy. Tụi YouTube bẩn hả, nó tạo dựng lên thôi chứ không có ai mà gọi về mà cho tiền nó vậy đâu cô chú. Thì cô chú thấy không? Thấy cái tụi này nó chiêu trò không? 3 triệu cũng vậy. Cũng nói dốc nói láo. Không có mắt. Nhằm khi nó thông đồng với các kênh YouTube quay, giờ con nói cô chú nó quay xàm như vậy đó, hàng ngày nó trả cho tụi này 100.000. Cho tụi này có tiền ăn xài vậy là nó chịu rồi, nó không có nghĩ gì chứ á, không quan tâm gì chứ á. Rồi giờ hôm nay cô chú thấy không, thấy lùm xùm gần tụi nó không, tụi nó câu like bất chấp không. Con vì mà nó mất tiền ha, mà nó hả, nó không chữ mà nó vui cừ phơi phới gì đó cô chú tin không. Rồi ha, cái clip ha, nó đăng lên á là cái con Vi là nó lộ ra hả nhiều cái sơ hở lúc cô chú nó dốc. Ba hồi á nó mất 3 triệu, ba hồi 2 triệu. Rồi ba hồi á nói thằng Thảo á là bữa đó anh Thảo lợi rồi anh Thảo về rồi là nó phát hiện ra mất rồi. Mà tới mất rồi một ngày như vậy gì đó, rồi mới ngày hôm qua đó cô chú mới la làng lên, rồi nói thằng Thảo ở đó tới 3 ngày. Cô chú thấy không? Tại vì cô chú biết sao không? Nó dốc nó láo không có nhớ đâu. Lương lẹo nữa nó không có nhớ đâu. Rồi cô chú xem lại hết đi, cô chú sâu chuỗi lại hết đi những gì nó nói lên trên cộng đồng mạng đi, toàn là gạt người ta không. Bây giờ con nói cô chú là cái ý định đó là xuất hiện lên trên cộng đồng mạng để mồi chài, để ăn mày người ta, để xin xỏ mạnh thường quân. Mà nó nói là nó không xin xỏ ai chứ, ai cho thì nó nhận. Nó nói gì đó cô chú, nói cô chú nghe thử coi cái con Vi này nó như thế nào. Tụi này nó không biết nhục cô chú ơi. Rồi ha, đổ thừa cho thằng Thảo này nọ, trời ơi tiền nó bỏ trong cái túi nó, trong túi quần của nó rồi này nọ, nó không biết gớt hay không mà mất. Rồi ba hồi mất hết trơn, rồi ba hồi cái đầu còn lại không có mất. Con nói cô chú là xạo, con Vi này nó xạo cực kỳ xạo luôn. Ai nói nó khờ đi, nó vô nó binh nó đi, thương nó đi, gớt nó về nhà ở đi, thờ nó lên trên bàn thờ cũng được nữa cô chú. Nó ai tôn thờ nó đó, ai thần tượng nó lại chụp hình chụp bổng đồ này nọ, trời ơi đó, bây giờ là con nói với cô chú ha, nó hiện ra nguyên hình rồi đó. Bây giờ nè, bây giờ là mấy cái tính cách cái con người thật của con Vi với thằng Tư Gạo với con Ngọc rồi đó cô chú đó, bây giờ nè là đúng nè. Còn hồi đó là để muốn mạnh thường quân hương hại cho tiền giả khù khờ vậy đó, để người ta thấy ôi nhỏ này khờ quá, tội nghiệp này nọ, người ta lo cho cái này cái nọ đó, nhưng mà nó không có khờ. Nó khờ cái gì, nó gạt người ta. Bây giờ là nó hết tiền là nó lên trên cộng đồng mạng hoài đó, nó hết chiêu trò này tới chiêu trò khác đó. Rồi bây giờ con nói tới cái vụ cái bầu nè, cô chú thấy cái bầu không? Trời ơi trời, cái bầu ai á mà hả như vậy cô chú. Cô chú thấy đó, nó độn vô rõ ràng, nó nhăn rõ ràng, mới hôm qua cái bụng xẹp lép nó ngồi cái bụng xẹp lép đó cô chú. Vậy đó, cái hôm nay cái đầu cái có bầu rồi, có bầu, có bụng bự lên này, mà hả cái bụng hả nhăn đùm vậy đó cô chú. Nhìn nè cô chú, nhìn là cô chú biết là nó giả tạo rồi. Cái con này con nói thật sự cô chú luôn ha. Con cũng hy vọng cơ quan nhà nước người ta vào cuộc đó, để hả cho mấy cái đứa này ha nó không có tung hoành nữa cô chú. Nó xạo ghê gớm không cô chú thấy không. Rồi ha, mời nó lợi ha, lợi phường của chú phạt nó từng thằng 7 triệu rưỡi hết đó, cho nó tội ha, mà nó quấy gối đó, rồi nó sùm, nó phá làng phá sớm như vậy đó. Cái con kia thì nó diễn xạo không cô chú thấy không. Bây giờ là cô chú ở trên nó cứ nghĩ ở trên mạng này nọ vậy, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, cho nên đó, là nó ha, nó xạo như vậy đó cô chú, nó chiêu trò vậy đó để mơi mốt đi. Rồi ha, có cái dấu hiệu ha, lợi dụng ha, trục lợi ha, lừa gạt ha. Rồi ha, an ninh mạng nó vào cuộc rồi, thấy cái cảnh nó thật. Trời ơi ha, con Vi ha, nó khôn như quỷ gì đó, mà ai cũng nói nó khờ. Con cũng không hiểu luôn cô chú, trời làm gì mà khờ.
Con chú nghe những cái clip đi, nghe những cái clip mà hả các kênh YouTube á, quay đi cô chú. Rồi cô chú thử nghĩ thử con Vi nó có khờ không? Nó không hề khờ. Mà không hiểu tại sao mình là cô chú là những người á, những người khỏe mạnh, những người hả có học thức, những người có tiền bạc. Nó vậy đó mà không lẽ giờ bị con nhỏ bá dơ nó gạt. Nó vậy mà hở hở cái đầu cái hả, lên binh vực này nọ rồi á, cho tiền cho bạc cho làm gì cô chú. Nói với thằng Phi á, nó bây giờ nè nhà cửa cũng có rồi, bây giờ không chịu về ở thì phải chịu thôi, đi thuê nhà trọ ở thì cũng phải gắng bư vào để kiếm tiền đóng tiền nhà trọ, phải không cô chú? Còn này không, nó vợ tối ngày trông chờ vào mạnh thường quân, mỗi lần không có tiền là lên trên cộng đồng mạng la làng đó. Nó dốc láo riết rồi quen cô chú. Nó bây giờ là bây giờ cô chú con nói thật, nó lương lẹo ở ngoài đời á, nó lương lẹo nó xạo cô chú coi cái miệng nó kìa. À, nó gạt người ta, nó mượn tiền người ta rồi nó xin xỏ nó mượn lại, nói chung là nó nói nó dụ chúng ta không vậy đó cô chú. À, ở ngoài đời là nó vậy đó. Bây giờ bản chất của con Vi thì nó lộ dần ra, cô chú thấy rõ đó, cái miệng nó nói vậy đó cô chú, thấy nó lanh không hay là thấy nó khờ, nó leo lẻo không đó. Trời ơi, nó còn biết vu oan giấu họa cho thằng Thảo hay này nọ nó nói rồi bắt đầu ha nó chớ lại. Ờ, nó nghi ngờ thôi vậy đó, rồi nó hỏi coi có lấy không, lấy thì trả nó, còn á, không có lấy thì thôi chồng nó mà này nọ vậy đó. Chú thấy nó xạo ghê không? Con nói tụi YouTube bẩn này nè, không có còn cái gì quay rồi để câu like câu view giật tích lên như vậy vậy đó cô chú, để hả cho nó có tiền YouTube. Rồi con kia với thằng Phi á, thì nát rượu làm biếng rồi, làm biếng thì đâu có tiền đâu mà ăn giọng gì đâu, cho nên á là đầu là phải diễn á, phải diễn như vậy đó cô chú. Cô chú thấy đi, à, cô chú thấy đi ha. À, đã người ta ha, bây giờ người ta ghét rồi, bây giờ con nói cô chú cái cặp con Vi thằng Phi này nè, 10 người hiện tại là cỡ 9 người ghét rồi, mà không hiểu sao cái bọn YouTube nó nghĩ gì mà nó đưa những cái hình ảnh này lên rồi á, nó chiêu trò như vậy để ha, cho cái mạng xã hội này cho khán giả ha, người ta càng ghét hơn nữa cô chú, phải không? À, giờ cô chú thử nghĩ đi, mỗi lần thấy cái cặp này à, nó xuất hiện lên trên màn hình là trời ơi là thấy nó dơ giấy cô chú, nó dơ giấy mà nó bẩn thỉu mà đạo đức nó xuống cấp trầm trọng như vậy đó, và không có cái gì hay ho để mà đưa lên hết trơn, toàn lên bị trúng chữ không, như tiền đó, như tiền ha, mà nó mất 3 triệu mà con nói với cô chú ha, cái bữa đó đó, cái bữa mà nó chửi thằng Phi chư con, nó chửi mẹ thằng Phi. À, rồi ha nó chữ bà Lê Cương gì là cô chú biết làm sao không? Tức là cái ngày đó đó nó nói là à, chở nó về kêu nó về bên bển, nó không về, nó không muốn nhìn mặt này nọ vậy đó cô chú. À, nhưng mà không phải nha, cái khúc này ha bọn YouTube nó không có quay nghe cô chú nha, là như vậy, là cái câu chuyện là như thế này, nó kêu thằng Phi về bển xin tiền mẹ thằng Phi để đóng tiền nhà trọ. À, rồi xong á bộ hổm trước đó nữa là cũng kêu thằng Phi như vậy, thì á, thằng Phi nó về là bả có cho tiền đó, nó nói cô chú vậy đó. Rồi xong cái lần này cũng vậy, nó kêu thằng Phi như vậy mà nó chửi cha mắng mẹ người ta vậy, thì con hỏi cô chú thử rồi nó chửi nó công khai cả cộng đồng mạng, không lẽ người ta không biết mà làm gì nó cho, phải không? Đó, cái thằng Phi nó không về, thằng Phi nó không về xin tiền nghe cô chú, em nó chửi dữ lắm chửi. Rồi cái thấy vậy đó, thằng Phi nó mới đi về, kêu nó về thì nó không về. À, nó không về, thằng Phi đi về bển gì đó, về thì không có tiền, bả nó bả không cho tiền, không có tiền bả cho nữa, mà thằng Phi đi về không có tiền mà nó chửi như vậy đó cô chú. Nó thì con hỏi cô chú con Vi nó hiền hay nó dữ, nó biết xúi thằng Phi nó về xin tiền mẹ thằng Phi nữa. À, thì con hỏi cô chú thử thử ơi, nó cáu già không mà nói nó khờ đó, mà nó chửi vậy đó, chỉ xin 1 triệu mà không có tiền ha, mà nó chửi vậy đó. Nó chửi thằng Phi là đầu tiên là không không dám về xin, tại vì mới xin đây nè. À, bà cho rồi. À, rồi cái đầu cái hả mà kêu về nữa, thằng Phi nó không dám về, không dám về mà nó chửi, nó rủ nhỏ này đi về nè, mà con này nó không đi về đó. À, chứ không phải mà ghen tuông gì đâu, tiền bạc mà mẹ thằng Phi không có cho đóng tiền nhà trọ, nó kêu Phi về xin 1 triệu. Mà con hỏi thử cô chú coi, nó nếu mà nó mất nghe 3 triệu đó ha, con nói ha thằng Phi mà có nhà mà mất tiền vậy ha, à, nó không cạo đầu thằng Phi á, con nói thật cái nết của con này là gì đó, à, nó không đuổi thằng Phi con mới sợ. Còn này xong im lìm sáng cừ hi hí với cô chú, cho nhìn là mình biết chốc láo rồi,
phải không? À, cô chú thấy phải không? À, con nói cô chú hay nó dối, nó dốc, nó láo dữ lắm. Con Vi á, không phải hiền như chúng ta nghĩ đâu cô chú ơi. Trời ơi trời, à, mà hả, con đàn bà gì đâu mà hung dữ dữ dằn. Chỉ có thằng Phi vô dụng thôi cô chú, vô dụng thôi, bất tài thôi, ăn bám thôi, để con này nó nuôi, nó có tiền nó mua rượu mỗi ngày thôi. Thằng Phi giờ là nó nằm ở nhà, nó không làm gì trên đó cô chú. Nó nhậu rồi ngủ, nhậu rồi ngủ, nhậu rồi ngủ, không ăn không uống gì hết. Đó là như vậy đó. Gạo đây nè, mới đây hết tiền rồi cô chú, hết tiền, còn bán gạo 40.000 5 kg gạo của Mạnh Thường Quân cho đó thì con cũng đã nói rồi. Đó, cô chú thấy không, giúp không đúng người. Giúp những người cần thì không giúp, còn những người không cần thì lại giúp cái đầu cái nó hả, đem gạo thì nó bán, nó đổi ra đổi mắt đổi ghẻ gì ra. Một phần quà 50 kg gạo của người ta vậy đó mà hả, nó đổi có 40.000 thì cô chú coi thử cái con này. Cái con này là nó quá tay rồi. Trời ơi, đừng có nghĩ nó hiền, nó ngoài là nó dữ lắm. Nó những gì cô chú thấy gần đây nó hung dữ như vậy chỉ một phần thôi. Còn thằng Phi mỗi ngày ha, nó phải bị chịu trận rồi cô chú. Nó bị nghe hả những cái lời chửi mắng thậm tệ mỗi ngày. Đó, nó đâu có hiền. Chồng không có tiền, nó bực bội nè cô chú, đi lụm này nọ rồi ha, 2-3 ngày á, là mới bán một lần, 2-3 ngày mới bán một lần, cái từng lễ nhiều nhiều mới bán một lần. Đó, rồi tiền ăn mỗi ngày đâu. Mỗi ngày hả quán xá cà phê, đó, rồi đầu cơm nước rượu chè thuốc hút đâu. Một tuần đó là con nói nghe cô chú ha, 1 triệu không đủ đối với hai đứa này. Rồi trong khi đó một tuần gì đó nó bán chừng có 100.000, là tức là một tuần nó phải bỏ tiền nhà ra khoảng 900.000. À, bây giờ con nói sơ sơ như vậy đi, thì cô chú nghĩ thử đi, 200 đô mà cho thằng Phi với nó lúc trước tới bây giờ, nó ăn không ngồi rồi nó còn hay không? À, nó còn hay không mà nó mất tiền. À, đừng có nói là trời ơi là nó mất tiền, là tiền ấy mới cho đây gần đây nữa đây. À, cho đâu 1-2 tháng trước rồi, giờ 1-2 tháng trước nó ăn rồi vậy đó cô chú. À, nó còn hay không? Mà đặt ha, giờ hay giả bộ lên la làng để cho người ta thương hại, để cho tiền, để có tiền đóng tiền nhà trọ. Chứ làm gì có 1-2 tuần nay có Mạnh Thường Quân nào cho đâu mà nó nói có cho nữa. Này nó mới đây này nọ đó cô chú. À, thì cô chú coi lại xem xét, mình giúp người thì không phải không có người giúp đâu cô chú. Đâu cần phải giúp những cái loại người tào lao vậy, những loại người bá dơn vậy phải không cô chú? Đó là cho nên mình phải sáng suốt, mình đừng ha bị một cái con hả dốt nát, thậm chí hả không có xứng đáng cái gì trơn mà hả nó qua mặt cô chú. Làm mẹ đó cô chú thấy không, làm mẹ của thằng Khôi vậy đó, rồi mấy đứa con nhỏ kia nữa cũng có bao giờ nó nhắc tới con tới này tới nọ đâu. Thằng Khôi đấy đi, các kênh YouTube nào chỉ hỏi thôi thì nó nhắc thôi, và khi có chuyện này chuyện nọ nó nhắc thằng Khôi thôi, chứ không bao giờ nó nhắc thằng Khôi từ cái cửa miệng nó ra. À, người mẹ có trách nhiệm phải không? Người mẹ này là con nói cô chú là vô tâm, không có trách nhiệm gì chứ. Bây giờ bà đặt chiêu trò có bụng có bầu gì này nọ, đẻ cái thằng Phi, trời ơi, đẻ cái thằng Phi đi gửi vô chùa, gửi vô Bà Phước nữa hay sao, hay là gửi về cho mẹ thằng Phi nuôi. Con nói cô chú này ha, bảo đảm cô chú luôn á, có bầu đâu mà có bầu, không có bầu. Rồi 2-3 bữa này ha, cái đấy là quy bệnh hoạn này nọ, hư thai này nọ này ha cô chú ha. Cô chú nghe đi, cô chú để ý đi, con nói là không sai đâu. Trời ơi, cái bầu của người ta, cái bụng mà thật sự, cô chú nhìn đi, nó đâu có nhăn đùm như vậy phải không? Nó bụng đội ra tự nhiên mới hôm qua đó, còn bình thường bữa nay bụng đội ra vậy. Dạ thôi, cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nghe cô chú. Con hẹn cô chú vào clip sau.